giờ bố bị tai nạn thế này ai cũng giúp bố hết, ai cũng yêu bố hết. Hai năm chăm chồng vượt cửa tử. Vợ chồng chị quen nhau năm 2009, khi cả hai đang làm việc tại Bình Dương, anh Lợi là mối tình đầu của chị, gặp anh đúng một lần, thấy hiền lành, lại là đồng hương Nghệ An nên mình đồng ý luôn. Cũng trong năm đó, hai người đón tin vui khi chị Huệ mang thai bé đầu tiên, nhưng niềm vui chỉ kéo dài được 20 tuần rồi người vợ bị sẩy thai. Kể từ đó, sức khỏe Huệ bắt đầu yếu dần, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào chồng. Một năm sau, cặp vợ chồng đón con trai đầu lòng và năm 2017 có con gái thứ hai. Cứ ngỡ cả nhà bốn người sẽ sống bình yên, nhưng tai họa ập đến vào một buổi tối năm 2020. Hôm đó, chị Huệ nhờ chồng đi đón con ở lớp học thêm, cách nhà 4 km. Anh Lợi vừa ra khỏi nhà 5 phút, chị Huệ nhận tin báo anh bị tai nạn giao thông. Người vợ chạy ra đến hiện trường thấy anh Lợi đã bất tỉnh. Tôi nghe mọi người nói anh tự té nhưng không nghĩ tự té lại nặng như thế. Khi ấy nhiều người bảo chị đưa chồng về nhà vì nghĩ nặng quá rồi, không thể sống nổi. Huệ vẫn kiên quyết, còn nước còn tát, tôi không thể để anh chết như thế. Hai năm nay, Lợi nằm một chỗ, không thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân được, đôi chân anh đau dần, tê nhức do máu không lưu thông. Đêm nào Huệ cũng nằm bóp chân cho chồng, xoa dịu cơn đau, thủ thì động viên chồng với niềm tin anh sẽ khỏe lại. Lúc tỉnh, có lần anh giục mình đi lấy chồng khác, người ta nuôi chứ anh không đi làm được, tội em. Lần khác anh lại bảo, khi nào vợ không chăm được chồng nữa thì mua thuốc độc về để chồng chết, chứ không có vợ anh cũng không muốn sống. Hai năm qua, người phụ nữ này đã dần quên việc được chồng chở đi chơi, được tặng hoa vào những ngày đặc biệt.